Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn một món bún chả cá Đà Nẵng. Đây là món bún đúng vị miền Trung nha các bạn. Thì thành phần gồm có là có bí đỏ nè, có cà chua nè, và có su su, lá su. Thì mình cần, và thêm có thêm thơm nữa. Thì mình cần chuẩn bị là khoảng 500 g bí đỏ ha. Các bạn cắt thành từng cục 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 giống như trong hình của mình. Và 200 g cái lá su cắt cũng thành từng đoạn 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 như vậy. Và khoảng 3-4 quả cà chua cắt múi cau như hình nha. Sau đó thì các bạn đập dập tỏi ra. Và các bạn khử tỏi cho thơm với một chút xíu dầu ở trong lò, trong nồi. Rồi sau đó đó, khi mà tỏi nó hơi vàng một xíu 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 thôi, đừng có để cho tỏi cháy quá nha các bạn, thì mình ăn nó sẽ không tốt cho sức khỏe. Thì các bạn cho cà chua vào, cho cà chua vào, các bạn tao cho cà chua nó ra cái nước màu và ra cái chất ngọt của cà chua ở trong nước. Để khi mà mình nấu xong thì cái nước màu của cái nồi bún nó rất là nồi nước 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 lèo đó, nó rất là đẹp, thì mình không có cần phải đọt bỏ cái dầu màu điều vào nữa. Sau khi mà các bạn xào cà chua xong, xào mà phải cho tới khi nào mà cà chua nó gọi là nó nát ra luôn á, nó mềm mà nó gần như là nát hết ra luôn, thì khi đó là các bạn mới cho nước vào ha. Thì chừng đó ly chừng chừng này ly ghim á, rau củ quả đó, thì mình cho vào 2 lít nước trong nồi nha các bạn. Mình cho lượng nước là 2 lít ha. Sau khi mình cho đủ 2 lít nước vào trong 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 nồi rồi, thì các bạn để cho nước sôi. Nước sôi không có phải là nước sôi sùng sục lắm, thì các bạn đổ nước vô xong rồi thì các bạn đậy nắp lại một chút xíu để cho nước nó sôi. Thì khi mà nước nó sôi xong rồi á, thì các bạn nhớ là cho cái đó, các bạn nhìn thấy không? Nước sôi đẹp không? Bây giờ cái nước màu này là nước màu của cái chất cà chua nó ra, của cái màu cà chua đó, chứ mình không có cho màu bột điều hoặc là màu 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 điều hoặc là cái màu phẩm màu vô. Nước nó đẹp tự nhiên của cái màu cà chua và mình ăn thì nó vừa thơm vừa ngọt. Sau khi nước sôi lại rồi thì các bạn cho bí đỏ vào. Các bạn cho hết bí đỏ vào, tại vì cái bí đỏ này á là mình nấu nó cần một khoảng thời gian để mà nó mềm. Nước dùng của mình thì mình không có nấu bằng gà. Mình không có hầm bằng xương gà hoặc là xương heo, tại vì mình sợ là khi mà hầm bằng xương gà xương heo thì cái nồi bún của mình nó sẽ có cái mùi của thịt, thì nó sẽ không còn nguyên vẹn cái mùi của cá nữa. Cho nên mình không có xài nước dùng là nước dùng xương 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 gà xương heo. Thì mình bỏ những cái rau củ quả này vào, chủ yếu là cho nước nó ngọt tự nhiên. Rồi với 2 lít nước thì mình sẽ cho vào một muỗng mắm. Và sau đó thì mình lại cho thêm vào một muỗng mắm nữa. Có nghĩa là khi mà nước đã sôi liu riu rồi thì mình cho thêm một muỗng mắm vào nữa. Thì tổng cộng là mình cho 2 muỗng mắm vào ha. Cái vá này nè các bạn. Cái vá lòng cái này chắc cũng khoảng được 4 cái muỗng muỗng canh đó. Bằng 4 muỗng canh. Rồi sau khi mà cho 2 cái vá nước mắm vào thì các bạn để cho nó riu 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 trên lửa một chút xíu để cho nó thấm cái nước mắm vào trong cái nồi nước dùng của mình. Và sau đó thì các bạn cho thêm khoảng một nửa muỗng cà phê muối. Một nửa muỗng cà phê muối nha các bạn, không cho nhiều quá, tại vì cái vị mặn của muối á nó sẽ làm cho mặn chát cái nồi của mình. Còn vị mặn của mắm á thì nó sẽ làm cho cái nồi nước của mình nó mặn, nhưng mà mình có thể điều chỉnh được. Tuy nhiên thì tạm thời mình cho 2 vá nước mắm và 1/2 muỗng cà phê muối. Rồi các bạn để nguyên trên bếp như vậy để cho nó thấm gia vị một lần. Và sau đó khi mà nước đã sôi lại rồi thì các bạn bỏ thơm vô. Cái giai đoạn này mình để thơm vô là để
cho cái thơm nó ra cái chất ngọt mà ngọt thanh. Mình không có cho nhiều đường gì vào nha các bạn. Cái phần đường thì mình kho bên cái nồi cá kho đó, rồi sau đó mình sẽ cho cái một chút vài vá nước ở bên cái nồi cá kho này vào trong cái nồi nước dùng là nó tự vừa ăn. Cá kho thì mình chuẩn bị là khoảng một con cá này là cá Sapa đó các bạn. Thì để kho cá này là mình cho cá vào nồi, sau đó là mình cho một vá đường như mình vừa cho các bạn xem trên hình ha. Một vá đường đó thì mình sẽ cho vào một vá nước mắm nữa. Các bạn cho nước mắm vào xong thì các bạn rắc lên một chút xíu tiêu cho nó thơm. Khi mà mình nấu cá thì cái mùi tiêu nó làm cho cái hăng, gọi là nó át đi cái mùi tanh của cá đó. Và sau đó là các bạn cho thêm một ít tỏi khô, tỏi xay á, mà nó khô. Thì mình rắc lên như vậy, sau đó là mình đổ vào khoảng một chút xíu nước thôi các bạn. Nước thì mình để là nó xíp 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 tới cá thôi, có nghĩa là nó chưa được 1 phần 2 của chiều cao của cá nha. Đó, các bạn nhìn thấy không? Nó chỉ xíp xíp như thế này thôi. Và sau đó là các bạn để lửa vừa nha. Lửa ở số 5, số 6 là lửa bình thường á, lửa vừa thôi. Và các bạn đậy nắp lại. Thì khi các bạn đậy nắp lại, cá của mình nó sẽ chín bằng hơi. Từ cái hơi nước lên thì nó chín đó các bạn thấy không? Sau khi mà nó chín như vậy rồi thì trong cái phần nước này nó sẽ có vừa ngọt vừa mặn. Thì khi các bạn trước khi các bạn mà muốn ăn á, ăn ăn bún đó thì các bạn lấy một cái khúc cá này các bạn bỏ vô trong cái tô bún. Chứ các bạn đừng có lấy cá này để vô trong cái nồi nước dùng thì sợ cái cá này nó sẽ chín rục quá và nó sẽ bị nát ra. Và còn đây là chả các bạn, đây là chả hấp ha. Loại chả này là mình mua từ ở bên Đà Nẵng chuyển qua đó, nó đúng với lại cái mùi của chả cá Nguyễn Chí Thanh luôn. Cái này là cả chả cá mình đặt người ta làm cái loại cá ngon đó, không có bỏ hành the nhưng mà nó vẫn dai. Cái này khi mà các bạn đặt thì nói người ta loại cá ngon thì khoảng tầm là 300 ngàn một ký. Và đây là cá chả cá chiên. Người ta cái lúc nãy là hấp còn cái này là chiên. Cái này mình cũng mua từ Đà Nẵng qua luôn. Có nghĩa là cái món bún chả cá này nó ngon và nó có cái mùi thơm rất đúng với hương vị quê nhà. Tại vì mình là người Đà Nẵng, đi đâu mình cũng nhớ tới cái món bún này các bạn. Không thể nào là ở bên Pháp thì người ta không có bán cái món này. Cho nên là cái đợt mà mình có thai em bé đầu tiên của mình đó, mình bị nghén và tự nhiên cái mình thèm cái món bún chả cá này mà không biết làm sao mà có tìm ra để ăn. Thế là mình phải tự nấu một nồi mà hồi đó mình không có biết làm chả, cho nên là cũng thôi tạm đỡ thèm thôi. Còn hôm nay thì có chả, đúng chả Đà Nẵng luôn, cho nên là cái mùi của cái nồi nước bún chả này nó thơm vô cùng đó các bạn, nhìn thấy không? Nồi bún rất là hấp dẫn. Thì quan trọng là mình nấu được cái nồi nước dùng cho ngon. Rồi sau đó, trước khi ăn thì mình cho cái chả vào và cá vào để cho nó làm nóng lại cái lát cá và chả thôi. À, thì như vậy nó mới giữ được cái độ ngon dai của miếng chả và cá thì sẽ không bị nát. Chứ còn nếu mà các bạn cho cá vào luôn trong cái nồi nước dùng mà giữ lâu quá thì cá nó sẽ chín quá và nó sẽ bị nát, thì tới lúc mình ăn nó sẽ không có ngon nữa và cái nước dùng của mình nó cũng bị không có trong á. Đó, nói chung là về phần nêm nếm thì các bạn nêm nếm lại cho nó vừa khẩu vị với gia đình, tại vì mỗi một gia đình thì mình có một cái khẩu vị khác nhau, cho nên mình không thể nào áp dụng cái khẩu vị gia đình mình cho mọi người. Tuy nhiên thì có những cái thành phần chủ yếu để mà nấu được cái nồi bún chả cá Đà Nẵng là tất cả những gì mình vừa chia sẻ cho các bạn ở trên cái video này. Hy vọng là các bạn làm thưởng thức và thấy ngon, tại vì đây là món địa phương. Mình là dân miền Trung, gốc Đà Nẵng, cho nên cái món này là tất cả những người quê hương ở Đà Nẵng đều không thể nào là quên được. Đi đâu cũng nhớ về nó. Ở phương xa mình thì ở Pháp, ở Paris,
xa lắm, mà ở ngay bên Pháp thì không có nhà hàng nào bán cái món bún này cả, cho nên mỗi lần mà thèm thì mình lại phải tự lăn vô bếp để nấu, riết rồi cái nó thành thói quen. Như tuy nhiên là chả thì mình vẫn phải gửi từ bên Việt Nam qua, tại vì chả bên này thứ nhất là không tìm được loại cá làm chả mà dai vừa ngon giống như bên Việt Nam, và thứ hai thì làm chả nó hơi phức tạp một xíu, là phải có máy đánh này kia các thứ, cho nên là cái khâu làm chả thì nó hơi 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 khó. Cho nên là mình mới nhờ người nhà gửi chả từ bên bên Việt Nam, mà phải đúng chả ở Đà Nẵng mới ngon nha các bạn. Các bạn mua chả ở chỗ khác không ngon nha. Chả Hải Phòng thì nó lại có cái vị bún cá Hải Phòng. Thường thường á, chả ở những nơi khác thì người ta làm bằng cá thác lát, thì các bạn ăn nó có độ dai nhưng mà nó không có cái mùi thơm giống như cái ca chả cá ở Đà Nẵng. Ở Đà Nẵng thì người ta làm bằng có khi người ta làm bằng cá hố, hoặc là có khi người ta làm bằng rất là nhiều loại cá khác nhau, nhưng mà khi mà các bạn muốn ăn cá gì thì các bạn đặt người ta làm thì khoảng từ từ 300 ngàn một ký đó, thì người nhà mình đã mua và đặt người ta làm, không có bỏ hàng theo yêu cầu của mình luôn. Qua đây thì mình để tủ đông rồi mình ăn dần dần đó. Các bạn nhìn thấy tô bún chả cá rất là hấp dẫn, kèm theo một dĩa rau với ớt. Cái chén này là cái chén ớt và tỏi bằm, tỏi tỏi mình không phải bằm mà là mình đâm cho nó dập á, chứ không phải là bằm nhỏ ra nha. Đây là một món ăn, và cái loại cái miếng tỏi bằm khi các bạn ăn vô cái mùi tỏi thơm nồng ở trong miệng rất là ngon luôn. Và cái bún chả cá này thì không thể nào thiếu cái tỏi và tỏi ớt 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 đâm này được. Chúc các bạn thành công với món bún chả Đà Nẵng rất là ngon và rất là ấn tượng. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ kênh của mình. Bye bye!